Như vậy là kết quả đã rõ, mùa giải ngoại hạng 2020-2021 đã chính thức khép lại. Lúc này, rõ ràng là thời điểm thích hợp để cùng nhìn lại mùa giải năm nay, một mùa giải đầy khó khăn của bóng đá thế giới, bóng đá châu Âu và tất nhiên là cho riêng cả các pháo thủ. Khi đã có rất nhiều điều xảy ra cần được nhắc lại để phân tích, để bình luận trong hành trình của thầy trò Mikel Arteta. Những điều mà dù cũng đem lại những niềm vui nhất định, nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều cảm xúc buồn bã, ức chế cho các Gunners. Tuy nhiên, thay vì nhìn lại tất cả hành trình của mùa giải này, thì ở video hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn hình ảnh của Arsenal thông qua những con số, điều mà tôi tin nó sẽ mang đến khá đầy đủ những thông tin mà chúng ta cần nắm bắt để hiểu hơn về pháo thủ, hiểu hơn về những thành công hay thất bại đã qua. Đầu tiên, con số chúng ta phải nói đến đó chính là con số 8, vị trí xếp hạng của Arsenal mùa này. Vâng, 4 x 2 cũng bằng 8, kể ra nó cũng có một chút định mệnh nhỉ khi đã 2 năm liền Arsenal rơi xuống tận vị trí này. Và để nói thì hẳn tất nhiên đây là một vị trí đem lại sự thất vọng lớn cho các Gunners khi nó đã khiến các pháo thủ không được tham dự cúp châu Âu mùa sau, lần đầu tiên trong vòng 26 năm kể từ mùa bóng 1994-1995. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về mùa giải này thì tôi cũng đã có video, các bạn có thể nhấn vào chữ Y trên góc phải nhé. Quay trở lại với vị trí thứ 8 ở mùa giải năm nay, nói xứng đáng thì quả thật nó xứng đáng cho các pháo thủ sau tất cả những gì đã trải qua khi mà thầy trò Mikel Arteta đã làm mất đi rất nhiều số điểm quý giá, nhiều lần đã tự bóp bản thân với những kết quả đi vào lòng đất. Tuy nhiên nói một cách công bằng thì pháo thủ hẳn cũng xứng đáng với một vị trí cao hơn chứ không phải chỉ còn cái nịt như lúc này. Nhất là khi đã bỏ ra tới hơn 76 chu bảng, nhiều thứ 6 tại giải ngoại hạng mùa này để mang về 8 tân binh qua 2 kỳ chuyển nhượng. Trong đó đáng chú ý là sự có mặt của Partey, Willian và Gabriel, rồi cả Odegaard ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Khi đi sâu vào nguyên nhân của những kết quả tệ hại, không ít những lần mà từ thế thượng phong lao lên tìm kiếm bàn thắng, tìm kiếm chiến thắng thì pháo thủ lại dính phải những việc khiến tình thế bị đảo ngược. Từ những chiếc thẻ đỏ vô duyên, những bàn thua từ sai lầm vô ý cho đến ngớ ngẩn có 1-0-2 của các cầu thủ, rồi cả những quyết định của những trọng tài, khiến qua đó đã có đến 13 trận thua, con số cao nhất kể từ năm 1995 và bằng với mùa giải cuối cùng của giáo sư Wenger, với 7 lần diễn ra tại sân nhà Emirates và 6 lần tại sân khách. Trong đó để chỉ ra những nguyên nhân chi tiết, thì Arsenal dù chỉ xếp thứ 4 từ dưới đếm lên về số thẻ vàng là 47, lại đã dính tới 6 thẻ đỏ, trong đó có 5 ở giải ngoại hạng, đứng thứ 2 mùa này chỉ sau Brighton. Qua đó đã thua 2, hòa 2 trong 4 trận có xuất hiện thẻ đỏ tại giải ngoại hạng, với 3 trong đó là ở giai đoạn khủng hoảng hồi tháng 11 năm 2020. Đó là trận hòa không đều trước Leeds trên sân khách khi Pepe nhận thẻ đỏ vì thiếu kiềm chế trước đối thủ. Rồi ở trận thua Burnley 0-1 ở Emirates đầu tháng 12, Xhaka nhận thẻ đỏ vô cùng đáng trách, một pha xử lý mà cá nhân tôi chứng kiến chỉ muốn bán quách đi cho xong, khi đây không phải là lần đầu Xhaka dính phải. Chiếc thẻ đỏ tiếp theo thì là của Gabriel khi hòa Southampton 1-1 trên sân Emirates. Còn hai thẻ đỏ còn lại là của Leno và David Luiz trong trận thua 2-1 trước Wolverhampton trên sân khách ở tháng 2. Còn nói đến những pha phản lưới nhà thì pháo thủ cũng dính đến 4 lần phản lưới nhà, trong đó 3 lần ở giải ngoại hạng đã mang đến 3 trận thua. Đầu tiên đó là pha phản lưới nhà của Saka trước Aston Villa đã khiến Arsenal thua 0-3, mở ra chuỗi 7 trận không thắng liên tiếp ở giải ngoại hạng hồi tháng 11. Và thú vị thay, bàn phản lưới nhà thứ hai lại là ở trận cuối cùng trong chuỗi trận trên, đó là của Holding khi làm khách trước Everton, pháo thủ thua 1-2. Để rồi đặc biệt hơn nữa, bàn phản lưới nhà thứ ba của Arsenal bởi Leno cũng là trước Everton, trận đấu phá hỏng chuỗi phong độ tuyệt vời cuối mùa của pháo thủ và cũng là một trong những cột mốc khiến Arsenal mất quyền tự quyết ở cuộc đua giữ cúp châu Âu. Còn sau đây, nói đến những tình huống sai lầm dẫn đến bàn thắng, thì dù không phải cao nhất, nhưng pháo thủ cũng đã mắc đến 5 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thắng, xếp thứ 6 tại giải ngoại hạng. Có thể kể đến pha bóng của Xhaka trước chính Burnley, giúp đối thủ có được trận hòa trên sân nhà ở vòng 27. Bên cạnh đó là 3 tình huống phải nhận penalty mùa này, dù ít nhất ở giải ngoại hạng, nhưng nó cũng khiến Arsenal rơi rớt điểm số 2 trận khi hòa Fulham và thua Wolverhampton. Leno chỉ có thể cản phá duy nhất một lần trước Jorginho của Chelsea. Tới đây, tưởng chừng như qua việc ít nhận penalty, có lẽ những ông vua áo đen đã ưu ái cho pháo thủ. Nhưng không, họ lại chính là nguyên nhân được cho là nhạy cảm nhất tác động đến kết quả mùa giải này của Arsenal. Mặt cụ thể ở đây đó là VAR. Nếu một đội bóng nào ở giải ngoại hạng có quyền than vãn nhất thì đó phải là Arsenal. Theo một thống kê mới đây của ESPN, Arsenal có chỉ số là -6 trên thang điểm tác động của VAR, bằng điểm là Liverpool và West Brom. Khi sau 12 lần VAR vào cuộc, có đến 9 lần bị tác động tiêu cực và chỉ có lợi trong 3 lần. Cũng như nếu loại trừ hai chiếc thẻ đỏ của Xhaka và Pepe hay tình huống xác định vị trí trong hay ngoài vòng cấm trước Leicester City đều cũng tương đối nhạy cảm, thì ở các trường hợp còn lại đều là những tình huống mà các Gunners cảm thấy chấm hỏi và chấm than trước VAR.
khi sự sai lệch chỉ còn là một cái bàn chân hờ hững hoặc là một ngón chân, rồi thậm chí đến mức mà nói nôm na chỉ còn là một cộng lông mà thôi. Có thể kể đến các pha bóng của Saka trước Fulham, rồi Bebe trước Everton, pháo thủ bị việt vị. Đó là còn chưa kể đến việc bỏ qua hoàn toàn tình huống bóng chạm tay của hậu vệ Burnley trên sân Tottenham. Rõ ràng như ban ngày, nhưng có lẽ Arsenal đã không mua gói VAR như cách nói vui của chúng ta. Vì thế có thể nói, những quyết định như vậy đã phá hỏng mọi tính toán chủ quan của Mikel Arteta cùng các pháo thủ, là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến việc mất điểm và hẳn là không bất ngờ với kết quả lúc này của Arsenal. Còn đến với một trong những con số đáng chú ý, nói lên nguyên nhân thất bại ở mùa giải này thì đó chính là số bàn thắng mà Arsenal có được, chỉ là 55 bàn mà thôi. Dù tỷ lệ chuyển hóa lên đến 9,1%, đứng thứ 6 ở giải sau 607 cú dứt điểm. Một con số bàn thắng thấp nhất tính từ năm 1996, thời điểm mà dù ghi 49 bàn, Arsenal vẫn có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sự đi xuống mùa giải này của Arsenal được cho là nằm ở sự kém duyên của Aubameyang khi chân sút ghi đến 29 bàn mùa trước đã chỉ kiếm được 15 bàn trên mọi mặt trận mùa này cùng 4 kiến tạo. Nguyên nhân được cho là bởi Mikel Arteta đã sử dụng Aubameyang nhiều hơn ở vị trí tiền đạo trung phòng để tạo ra cơ hội đá chính cho Bukayo Saka suốt mùa năm nay. Bên cạnh đó thì với việc đã có đến 18 cầu thủ gặp chấn thương mùa này cùng với các thẻ phạt khiến Mikel Arteta chưa bao giờ có được một đội hình ổn định ít nhất về mặt nhân sự cho một quãng thời gian dài. Trong đó các nhân tố ở tuyến tiền vệ trước giai đoạn xuất hiện của Smith Rowe ở tháng 12 và sau đó là Odegaard đều đã chơi dưới sức cũng như thiếu hẳn đi sự sáng tạo. Qua đó là Lacazette với 17 bàn thắng mới là chân sút số 1 của pháo thủ mùa bóng này, là một trong những nhân tố gồng gánh Arsenal từ giai đoạn Giáng sinh trở đi. Trong khi đó thì Bukayo Saka lại trở thành cầu thủ bùng nổ nhất ở mùa giải năm nay cho Arsenal khi có đến 7 bàn thắng và dẫn đầu danh sách kiến tạo với 10 lần trên mọi mặt trận. Lúc này sau khi nói đến bàn thắng, chúng ta nói đến những bàn thua. Thì thực sự với con số chỉ là 39 lần thủng lưới mùa này ở giải Ngoại hạng, Arsenal đã có sự tiến bộ rõ rệt, một trong những điểm sáng mà các Gunner vô tình hay hữu ý đã phớt lờ đi, không chú ý đến khi mà mùa giải này đã đầy sự thất vọng. Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của David Luiz và sự xuất hiện của Gabriel đã đạt được thành tích tốt nhất trong vòng 5 năm qua, tức kể từ mùa giải 2015-2016, thời điểm pháo thủ từng đua tranh ngôi vô địch cùng Leicester City khi chỉ đi lọt lưới 36 bàn. Và tôi tin rằng các bạn cũng sẽ bất ngờ khi biết rằng chỉ có hai đội bóng thủng lưới ít hơn Arsenal mùa này, đó chính là Man City với 32 lần và Chelsea với 36 lần. Qua đó, đây chính là một trong những lý do để nói rằng Arsenal của Mikel Arteta đã có sự tiến bộ, như vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng đã thổ lộ rằng đơn giản Arsenal đã không đủ tốt. Điều mà chúng ta nên hiểu là Arsenal đã thiếu đi một chút may mắn. Trong khi khách quan hơn để nói, theo một thống kê không chính thức, thì kể từ Giáng sinh năm 2020 thì Arsenal chính là đội kiếm được điểm nhiều thứ nhì chỉ sau Manchester City. Đó hẳn là một điều nghiệt ngã, một sự thật mà các winner chúng ta trong một năm với đầy những kết quả tệ hại như mục tiêu thất bại đã không để ý đến, hoặc có biết nhưng cũng xem nhẹ, hoặc khó chấp nhận đó là một sự tiến bộ đáng khen ngợi. Theo tôi, đây chính là niềm hy vọng cho các pháo thủ, một nền tảng mà Mikel Arteta nên tiếp tục phát huy ở mùa sau. Vâng, và đó có lẽ đã là tất cả những điều, những thông số đáng chú ý đến mà tôi có thể cung cấp đến cho các bạn về Arsenal trong video này. Còn bây giờ trước khi kết thúc, tôi sẽ chọn ra đội hình cầu thủ xuất sắc nhất của pháo thủ mùa giải năm nay. Đầu tiên, đến với vị trí trong khung thành của sơ đồ 4-2-3-1, không thể khác, Ben Leno sẽ vẫn là cái tên xuất hiện. Khi mà thực tế ở mùa giải vừa qua, sau sự ra đi của Martinez thì không còn một thủ môn số 2 nào tại Arsenal đủ sức cạnh tranh cùng Leno, trước là Renarsson và sau là cả Matt Ryan. Bên cạnh đó thì dù cũng có nốt chầm như thẻ đỏ và phản lưới, nhận nhiều những chỉ trích ở những trận có phong độ kém, thì tổng thể Leno vẫn đang cho thấy được anh là một thủ môn đầy chất lượng cho pháo thủ khi có được 11 trận giữ sạch lưới sau 35 trận, xếp thứ 5 tại giải Ngoại hạng. Vấn đề của Arsenal lúc này là kiếm thêm sự cạnh tranh cho Leno chứ không phải là thay thế cầu thủ người Đức. Tiếp theo đến với vị trí trung vệ, với việc Arsenal khởi đầu mùa giải tới 8 trung vệ thì theo tôi sau cùng chỉ có 3 cầu thủ đủ hay để góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất, đó là David Luiz, Rob Holding và Gabriel. Để rồi Rob Holding và Gabriel chính là bộ đôi góp mặt chính thức trong danh sách này. Với Holding thì anh đã thể hiện được sự trưởng thành chắc chắn cũng như ổn định trong suốt mùa bóng, ra sân tới 39 trận trên mọi đấu trường, nhiều nhất trong các trung vệ. Trong khi đó với Gabriel, dù cũng đã có những sai lầm khiến để mắc penalty và thậm chí là phản lưới như chiếc Sultan khiến pháo thủ bị loại ở FA Cup, thì trung vệ người Brazil này đã có một mùa giải theo tôi là thành công, khi anh cũng đã có được tới 3 bàn thắng cùng một kiến tạo sau 32 trận ở mùa này. Chính điều này đã giúp anh nổi bật hơn hẳn người đàn anh đồng hương. Còn thì rõ, trong chuỗi 5 trận thắng cuối mùa, bộ đôi Holding và Gabriel đã thực sự mang đến sự vững chắc đáng tin cậy cho pháo thủ, đầy hy vọng cho mùa giải sau.
Đến với cánh phải, theo tôi đó vẫn là vị trí của Bellerin. Dù trong suốt mùa năm nay thì Suarez rồi cả Chambers đều đã có những màn thể hiện tương đối ấn tượng, nhất là Chambers khi nửa sau của mùa giải này đã có đến 3 kiến tạo và được ra sân nhiều hơn. Tuy nhiên với việc giai đoạn hay nhất mùa này của Arsenal là từ sau Giáng sinh thì Bellerin lại đã là người có đóng góp rất lớn, đặc biệt là ở những trận cầu mà cầu thủ người Tây Ban Nha mang băng thủ quân. Hành lang cánh phải của Arsenal vẫn luôn có sự nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của Bellerin khi anh cũng đã có một bàn thắng và 4 kiến tạo sau 35 trận mùa này. Trong khi đó nhìn qua biên trái thì chắc chắn đó phải là Tierney. Bỏ qua thực tế khi Arsenal chỉ còn một hậu vệ trái đúng nghĩa sau kỳ chuyển nhượng mùa đông, thì qua cả mùa, Tierney chính là nguồn cảm hứng, động lực tấn công nguy hiểm nhất của Arsenal từ tuyến hậu vệ hơn cả Bellerin, với 2 bàn thắng và tới 5 kiến tạo sau 38 trận ra sân. Bây giờ đến với hai vị trí tiền vệ trung tâm, có lẽ không cần nói nhiều, một vị trí phải là cho Granit Xhaka. Ra sân tới 45 trận nhiều thứ ba ở đội với gần như toàn bộ là xuất phát từ đầu. Xhaka chính là lá phổi nơi tuyến giữa của pháo thủ. Ở cầu thủ người Thụy Sĩ, anh không có nhiều sự đột biến ngoài những sai lầm đáng trách, nhưng khả năng giữ nhịp độ và khả năng phân phối bóng tuyệt vời của Xhaka là điều mà pháo thủ khó có thể thay thế và nó sẽ vô cùng khác biệt khi thiếu Xhaka. Còn đến với vị trí còn lại ở trung tâm, tôi sẽ chọn Mohamed Elneny. Hẳn đây là một bất ngờ, tại sao không phải là Partey? Đó là vì tổng thể mùa giải này, cầu thủ người Ai Cập đang để lại một ấn tượng tốt hơn hẳn so với ngôi sao người Ghana thông qua tất cả những gì đóng góp cho lối chơi mùa này. Nếu như ở mặt phòng ngự, cả hai đều hoàn thành khá tốt công việc của mình ngang ngửa nhau, thì ở mặt tấn công, Elneny lại cho thấy được sự nổi trội với 3 bàn thắng. Đó là còn chưa kể đến việc Elneny ra sân tổng cộng 41 trận, nhiều hơn hẳn Partey khi mùa giải này anh bị chấn thương hành hạ. Lúc này đến với các vị trí tấn công, có lẽ tôi không phải ngại ngùng và nói quá nhiều để đi ngay hai cái tên là Bukayo Saka và Nicolas Pepe ở hai biên. Khi Saka chính là ngôi sao sáng nhất ở Arsenal mùa giải năm nay, vì chỉ mới 19 tuổi đã có lúc phải gánh cả Arsenal trên vai, có được 7 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 46 trận. Còn với Pepe thì cầu thủ người bờ biển Nga lại có được mùa giải hay nhất và có thể xem là đáng tiền nhất khi đến với Arsenal, khi có được 16 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 47 lần ra sân. Còn tới với vị trí hậu công, tôi có chút phân vân giữa Odegaard và Emile Smith Rowe. Tuy nhiên sẽ cho rằng cầu thủ trẻ người Anh xứng đáng là cái tên giữ vị trí này hơn. Bởi vì không như Odegaard, ngay từ giai đoạn tháng 12 thì Smith Rowe đã là người tạo nên những tia hy vọng, những nét chấm phá cho hàng công của pháo thủ. Và 4 bàn thắng cùng 7 kiến tạo sau 33 trận đã nói lên mùa giải xuất sắc của cầu thủ 20 tuổi này. Và cuối cùng, cầu thủ đá cao nhất trên hàng công trong sơ đồ này, tiền đạo xuất sắc nhất sẽ phải là Lacazette. Đầu đó vẫn chỉ xem là phương án dự bị cho Aubameyang, nhưng sự cần cù và chuyên nghiệp của tiền đạo người Pháp đã giúp anh có được một mùa giải rất tốt dù không quá bùng nổ. Khi sau 43 trận ra sân, anh ghi được 17 bàn và kiến tạo 3 lần. Không ai khác chính là Ka đã là người giữ lấy niềm tin trên hàng công của pháo thủ mùa giải năm nay. Vâng, đó là đội hình xuất sắc nhất mùa giải này của pháo thủ do tôi chọn ra. Không biết các bạn nghĩ gì, có đồng tình hay có ý kiến đóng góp gì chia sẻ không? Hãy để lại comment nhé! Không chỉ về đội hình xuất sắc nhất của riêng bạn mà là về cả những gì Arsenal đã gặt hái được ở mùa giải này. Hy vọng các bạn đã có thêm được những thông tin thú vị. Đừng quên subscribe, đăng ký và like, share cho kênh các bạn nhé. Video tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.